cho anh em nha. Điểm. Vậy đúng không? Ừ. Trong cái này đúng không? Trong miếng bánh nó ngoài vào đây đúng không? Đây à. Giờ không ai đi á. Lôi chào các bạn nha. Clip này Nguyên sẽ thử làm món thịt heo gì ta? Thịt heo nướng với mía nha các bạn. Vì công là đây là lớp của Nguyên đang đi ăn tổ của Nguyên đang đi ăn là ngày gì ta? Ngày giáo Việt Nam sớm. Rồi ngày giáo Việt Nam nha các bạn. Mà Nguyên đang tự chế biến là món thịt bún mía nha các bạn ơi. Gớm, hết sức gớm luôn. Và các bạn, Nguyên lấy tay do cái này khó kẹp nha anh em ơi. Và cái này là thịt heo nha các bạn. Ướp với gì ta? Thịt heo ướp với sa tế nha các bạn ơi. Đây, Nguyên làm từ những món thịt heo nhỏ này thôi nha anh em nha. Cực kỳ đẹp mắt luôn em ơi. Đang lựa những miếng nha các bạn. Một sữa Nguyên sẽ làm hai cây mía luôn nha các bạn. Xem thì nhớ đăng ký nha anh em ơi. Đây còn bên này đang nướng thịt gà nữa nha các bạn ơi. Bên kia là đồ ăn bánh xì bùi. Và đây các bạn, Nguyên sẽ cho các bạn xem khung cảnh giữa những cái món này nha anh em nha. Gồm có trứng nè, trái cây là mía nè, có rau sống nữa nha các bạn. Và uống là uống nước ngọt nha anh em nha, ăn chơi lành mạnh nha anh em ơi. Đây nha các bạn, có gì hơi vô thì các bạn thông cảm nha. Nha anh em nha. Không tin luôn. Trời ơi anh em ơi, lần đầu quấn nè anh em, nếu có gì anh em thông cảm nha. Quá đẹp đúng không các bạn? Chứ còn thiếu rồi, để thêm vài miếng nữa nha. Ai ta hết cái này rồi. Rồi camera quay cho những cái món thịt này nha. Bạn bạn Hạnh đi ra xíu đi Hạnh ơi. Nhà bạn Trang có kìm không bạn Trang ơi? Không có. Cái kìm đó bạn. Có kìm cho một cái kìm đi. Không có. Bây giờ sao giờ? Sao lấy cái kèm này? Kèm này nha. Bẻ ra. Bẻ không được, bạn bẻ giùm đi bạn Nita ơi. Ok bạn. Nita ơi. Đây các bạn, đây là một cây rồi nha anh em nha và cây thứ hai nữa nha anh em. Ăn rồi. Ê, con ra. Một cái mía đưa cái mía phía sau kia nữa Hạnh ơi. Kẻ không anh em ơi. Đây nha, cực kỳ ngon luôn em ơi. Và cây này chắc mình sẽ làm ít lại nha các bạn. Và bỏ thịt mỡ nha, cây này mình sẽ rim thịt mỡ cho anh em. Cho thịt mỡ rim với Đây bạn Nguyên ơi, cái kẻ này bạn. Rồi ok bạn nha. Ok. Thêm cộng đi bạn ơi. Ok bạn. Video video này lần đầu tiên Nguyên làm nè anh em, dài anh em xem nè. Cái này có ngắn hơn Nguyên, dài hơn đi. Ok đây nha các bạn, đây là gọi là thịt heo kẹp mía nha anh em, những lát thịt heo đẹp lắm nè. Đây nha, đây những lát thịt heo đẹp lắm nha. Rồi đây bạn Nguyên ơi, Ngọc bấm cho chụp tấm hình đi Ngọc, lúc đang quay chụp tấm hình luôn đó. Đây nha. Ê, cái ngồi cái tướng đẹp đẹp xíu chân má. Cái đó không biết, còn cái này là miếng khác nha. Người cái tướng đẹp đẹp xí đi luôn. Người cái tướng đẹp đẹp xí mới chụp hình được chứ trời. Đây cho anh em nha. Quay chuồng gà đúng không? Cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Mà nếu mà anh em nào mà của 12B7 mà xem thì cũng like cái nha. 12B7 ơi. Quấy mặt qua đây tí được không? Đây cho anh em nha. Rồi được rồi. Đấy bạn, cái này cứ làm ít vậy thôi nha anh em nha. Đấy bạn, mình lấy cọng kẻ này mình cuốn lại nhanh các bạn ơi. Ngọc quay cho thịt nè bạn. Nhớ về nhà cắt khúc đó nha, ơi. Đây là thành phẩm của Hạnh. Cháy Hạnh Hoàng, Hạnh Hoàng đó 12B7. Đây là thành phẩm. Chưa cháy nha mọi người. Chưa cháy nha. Xíu con về con cắt cái khúc đó ra. Đây của Trang và anh. Thôi quay đàng hoàng đi. Cái gì cắt ra? Ừ. Thôi không quay nữa nè. Rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ta đi học này để mấy đứa nướng xong mới bỏ ra cây. Đây các bạn ơi, bây giờ Nguyên sẽ nướng những cái cây này nha các bạn. Mà không biết nướng kiểu sao đi nữa rồi. Để cái vậy cho các bạn. Khó chứ không để xuống luôn. Ừ, như chừng máy thịt rồi. Ngon rồi.
chịu đúng không? Dính coi chừng dơ rồi. Sao đâu? Rồi cho đưa thêm cái cây kia nó luôn đi. Này để trên. Cực kỳ ngon luôn nha các bạn ơi. Còn nướng này phải cho nhỏ lửa nha. Là chỉ có thang các bạn nó mới ngon được nha. Và mình để ê, ê. Rồi bỏ xa đi Ngọc quay ra. Và cái này thấy từ từ nha các bạn. Mình sẽ thưởng thức cái món này trước nha anh em. Và lửa quá thì anh em hãy dập đi nha. Anh em hãy để cho còn thang thôi nha. Nó mới mới ngon được nha các bạn. Vậy giờ anh em hãy đợi nướng này tầm khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng gì nó mới chín nha các bạn ơi. Đây phải quay xa cho thấy cảnh mình nữa chứ. Hello anh em nha. Trúng cái đùi của ông Trang. Hello. Cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Và đợi giờ Nguyên sẽ nướng, bây giờ tới lúc mà gần chín thì Nguyên sẽ quay tiếp nha. Đây các bạn ơi, đây là cận cảnh của nó nha các bạn. Giờ này em thấy màu đẹp không anh em ơi? Và bên này anh em coi thấy không anh em? Ngon không các bạn? Xong rồi lấy cái kẽm cột lại thì được, làm gì nó không có chín, giống như ở ngoài đây chín nhưng mà ở đây nó không có chín á, hiểu không? Có tự nó chín coi, đợi xíu nữa đi, đợi xíu nữa đi để nó khét này cháy rồi được rồi ha. Anh à. Hai cây đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ Nguyên sẽ đem hai cây này Nguyên sẽ bỏ tới đầu kia nha các bạn ơi. Nhìn vàng đẹp không nè anh em. Hướng này tối quá ta. Nguyên sẽ kiếm cái hướng nào sáng ta. Đây. Nhìn đẹp không anh em ơi. Bỏ trên cái lá chuối nữa nha các bạn. Hơi tối đúng không ta. Giờ Nguyên sẽ tiến hành, Nguyên sẽ khui cái này ra nha các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Bây giờ Nguyên sẽ mở thứ này ra cho các bạn. Nè quay qua xuống dưới cái này nha. Nhìn ngon như này các bạn ơi. Lần đầu làm nha anh em nha. Và có gì mà anh em nhìn mà anh em thấy thèm thì anh em hãy đi ăn cơm đi nha anh em. Lần đầu làm không biết ngon hay dở đâu, thấy khét rồi nè.
Quay Trang ơi, có mặt nữa nha. Ngon lắm các bạn ơi. Ăn vô là nó ngọt ngọt nha các bạn. Ăn là anh em gì ta? Rồi lát nha, ăn quý tộc thì sao ta? Cho mượn cái lá nào à. Quý tộc nha anh em nha. Đẹp quá. Đẹp quá. Chấm cái này đúng không? Chấm nước mắm nó ngoài đúng không? Đây à. Giờ không ai đi á. Ăn cái Hàn Quốc. Đây là kiểu quý tộc nha anh em ơi. Anh em nào được mà làm thử mà ăn đi nha. Thì miếng này xong giờ mình chẻ ra đúng các bạn. Xong rồi giờ mình chẻ. Mình chẻ xong. Mình chẻ ra xong mình nhai cái miếng này nha các bạn, nó ngọt nữa nha các bạn. Đâu? Phải mà tôi nhắc cái gì mày. Nếu thấy hay thì nhớ một like, một đăng ký nha các bạn ơi. Và đây là lần đầu tiên Nguyên làm clip ăn uống, nên anh em nào có gì mà góp ý bằng những món ăn nào thì hãy bình luận phía dưới cho Nguyên biết nha các bạn. Đây là nãy giờ những món đang ăn đây nha. Và mình là Khải Nguyên Vlog nha. Xin chào mẹ anh em và những clip tiếp theo nha. Nhớ like và đăng ký và chia sẻ mạnh mạnh lên nha các bạn ơi. Bye bye nha.